Xin chào anh em, nay anh em mình sẽ đi chợ. Lâu ngày chưa có món thèm ăn đùi gà đây. Sơn anh đang lấy đùi gà đây. Đây anh em đang còn mỗi người cầm một vỉ đùi gà siêu to khổng lồ các bạn. Cái này nó to kích khủng hoảng. Đây hai cái đùi mà nó to như thế này. Một cái nó to bằng cái mặt người luôn các bạn ạ. Mà giá có 283 yên. Khoảng tầm 60.000 Việt Nam đồng. Rất là to, mình sẽ mua hai cái này về để hôm nay sẽ làm món gà luộc chấm mắc khén. Chấm bịa. Bịa. Nhân tiện mua thêm vài thứ đặc sản nữa. Đây các bạn ơi, đây các bạn thấy hai cái đùi gà này nó to. Chỉ có 283.000 283 đồng với dương khương khoảng tầm 55.000 hơn tiền Việt Nam. Cả thuế vào chắc là tầm 60.000 tiền Việt Nam. Hai cái đùi nó rất là to. Đùi này chắc là chân này chắc là chân của gà Tây hay là nào mà nó to như này. Đây bạn. Nó to đến cái bàn tay mình còn chưa bằng. Đấy. Rất là kinh khủng. Bây giờ mình sẽ sơ chế nó trước khi luộc. Mình đã để ra ngoài để cho nó đã đông ra rồi. Sáng mua nó vẫn còn đông. Bây giờ thì đã hết rồi. Đấy có hai cái thì một cái nó to hơn một xíu. Đây. Đấy các bạn ơi, mình sẽ bắt đầu sơ chế cái món này. Mình sẽ rửa qua trước khi lấy muối trà cái da này đi. Tí luộc xong ăn thì cũng sẽ quăng cái da này nhưng mà để luộc cho nó sạch thì mình vẫn trà cái da đi. Rác thì vẫn phải phân loại rác, rửa sạch cái tí nhựa này và bỏ vào tí rác. Đùi nó to gần bằng cái giá này luôn các bạn. Mình sẽ trả cái da này cho sạch. Đây chắc là đùi của gà Tây hoặc là đùi của loại gà gì đấy rất là bự ở bên này. Mình chưa từng thấy, chắc gà Hàn Thái Hậu. Tại sao lại gọi là Hàn Thái Hậu? Vì Hoàng hậu thì đẻ rất là nhiều công chúa và hoàng tử rồi. Hoàng Thái Hậu thì đẻ rất nhiều chị em với cả Hoàng hậu nữa. Nên là gọi là Hoàng Thái Hậu các bạn. Bên này vẫn thường gọi là quen là gà Hoàng Thái Hậu này. Đây các bạn ơi, đây hai cái đùi gà nó gần đầy một cái nồi như này. Đấy. Mình sẽ cho ngập nước vào luộc thôi. Bung lại. Lúc chờ gà luộc thì đây là túi hạt mắc khén mình đã mang từ Việt Nam sang. Mình mua mang rất là nhiều nhưng mà cho anh em ở bên công ty bên kia rồi. Anh em Việt Nam xem bên này, cho mất một nửa rồi. Ngọt một nửa đây thì giờ sẽ rang lên một chút để tí chậm với gà. Vì là cái mắc khén này thì quê thì ở Việt Nam thì anh em vẫn hay đựng bằng cái than hồng, sau bỏ mắc khén vào cho nó cháy xong đưa ra để đâm. Nhà bên này thì không có than hồng, chắc là phải dùng cái phương án là rang như là tiêu thường thôi các bạn. Lúc chờ gà sôi thì mình sẽ tiến hành rang hạt mắc khén các bạn. Bao ra cái là nghe mùi thơm được rồi. Thơm hơn hạt tiêu mình rất là nhiều. Đây vì nó là cả hạt và cả vỏ cả quả cùng với nhau nên là phải rang cùng một thể đó. Tí nữa sẽ
sẽ gỡ cái đấy mấy cái que đi, cái trên cái thân này. Cái này nó cũng rất là nhanh chín, rang một tí nó chín nó thơm lừng. Trước mình cũng đã ăn một bữa gà luộc rồi, thịt lợn luộc, thịt gà luộc thì đấy nó mình vẫn nhớ, nhưng mà tôi ăn luộc một chấm mắc kẽm sổ mắc kẽm một lần. Bây giờ mình không có mua hạt dổi nên là chỉ có mắc kẽm thôi, ăn tạm mắc kẽm vậy. Nay gió trời rất to, trời nay sắp có bão vào Nhật Bản nên là gió ngoài vu vu như là đang còn nghe chuyện Nguyễn Ngọc Ngạn đó các bạn. Nó bắt đầu có mùi thơm các bạn, rất là nhanh, đã bốc lên từ chảo và cái mùi thơm đã bắt đầu rất là thơm rồi. Cái mắc khén này thì nó thơm hơn hạt tiêu của Việt Nam mình, nó thơm hơn hạt tiêu ta nhiều. Thì mình mua của một bạn ở quê 100.000 mà được rất là nhiều, như bao mình vừa đưa cho bạn xem. Còn hạt dổi thì nó đắt hơn, nó vài trăm nghìn một lạng. Mình không mua thì thi thoảng mới ăn nên là mình cũng không mua. Bắt đầu những cái hạt này nó bắt đầu nó nổ ra thì cái hạt ở trong nó sẽ ra ngoài các bạn. Cái quả này nó sẽ nổ chín, nó nóng nổ thì hạt nó sẽ ra ngoài. Rất là thơm. Bây giờ gà nó đã sôi được một lúc rồi các bạn, nó cũng sắp chín rồi. Giờ mình sẽ đi làm cái hạt mắc kén để làm cái đồ chấm. Thì là mỡ nó ra vàng ươm, thịt trắng tinh. Đây là hạt mắc kén này mình đã lọc ra rồi các bạn. Sẽ đâm cái này và cái ớt này thì mình đã thái nhỏ đây rồi. Ớt này thì không có ớt cay đỏ của bé của mình nên là mua xanh ở bên này thôi. Nhưng mà sẽ tiến hành đâm cái hạt mắc khén này và làm cái đồ chấm. Vì không có cái đồ chuyên dụng để đâm nên là sẽ để vào cái bát này đâm tạm các bạn. Nó té là nhiều nhưng mà không có cái nào nó sâu sâu dễ đâm. Thành phẩm này đã xong rồi các bạn ơi. Đây có hai cái đùi gà luộc to nhưng mà nó cũng ngọt lại khá là nhiều. Đây là cái bát mắc khén mình đã đâm nhuyễn với ớt cay và bột canh. Bây giờ sẽ đến giờ ăn cơm chiến thôi, đến giờ ăn tối rồi mình sẽ chiến cái đùi gà này. Rồi, mời anh em nhá, hấp dẫn quá anh em ạ, đau bụng quá. Sẽ miếng đã. Ngon. Chấm miếng mắc khén rồi ăn thử mắc khén không có rồi nhá. Quá đã. Nó thơm lắm các bạn. Ăn chấm mắc khén nó thơm cực. Ăn đùi gà thịt nó cũng không bở. Nó cũng mềm. Ăn nó ngon. Chấm cái gân này ăn này. Quá đã. Thôi mình xin phép được chấm dứt video để chiến cái món đùi gà này các bạn. Mời các bác thưởng thức. Chúc các bác buổi tối ngon miệng và hợp vệ sinh nha. Thôi xin mời các bạn.